Chào cô chú anh chị nha, em còn một cái đầu Etin 017 này. Cái đầu này thì em tháo mất cái tháo mất cái bình sinh con, có lẽ nó mất cái gài. Đây là bán sát cho mọi người nha. Tay thì gãy, tay này có bán mới nha mọi người, tay này bữa nay có bán mới, tay gãy nhưng mà máy nhặt nó bát lại. Chuông đồ con nha, cái chuông này như chưa dùng xài nước, máy đập được không cứng nha. Cái đầu này em xả cho mọi người bán, có xả bán vậy nha. Cái đầu này em để cho một triệu rưỡi nha. Cái đầu này em để cho 1,5 triệu nha. Không bao xỉ bãi, đầu là đầu bãi nha mọi người. Bữa em tháo cái chế em bán cho khách, với lại mất cái nắp luôn. Cái đầu máy không có lâm xích nha, 1,5 triệu cái đầu này.